ông bà mình, cha mẹ của mình, cái dầu cho cái như là hát cái dưới cái như là với cái cảnh giới như thế nào nữa thì coi như là cũng rất vui không. Chốn dạ đài hồn linh tông tổ, trong cháu con lớn nhỏ làm hiền, hậu lây hưởng chúc phước duyên khỏi điều lao lý nơi miền trầm lưng. Thấy không? Như vậy thì bây giờ nếu như ông bà cha mẹ mình thấy con cháu trên thế gian này mà biết tu, biết cúng lại, biết ăn chay, biết niệm Phật đó, tất nhiên là ông bà của mình giàu có bị đỏ cách mấy đi chăng nữa thì bây giờ cũng được siêu thoát. Vậy thì bây giờ đó là theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy đó là khi nhắm mắt đó là hồn lìa khỏi xác. Là khi mình nhắm mắt rồi tất nhiên là trong khi là cái hồn mình bắt đầu đợi đi liền, phải không? Đi liền. Nhưng mà bây giờ chim sẻ vào trong bình, miệng bình lấy lụa bịch, lụa thủng chim bay đi, thần thức bay theo nghiệp. Nghiệp thức đó là tiên khuôn lãnh đạo, tiền nhân mà thọ báo tự sanh. Kiếp phù sanh khi bị tan tành thọ đời khác, kiếp sanh tương tục, kết nối đời sau mãi không bao giờ dứt được. Vì vậy cho nên cái linh hồn của người chết đó là cái thứ nhất tất nhiên là nương theo nghiệp nghe đồng đạo, nương theo nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm để kính Đức Thầy, để kính thưa hội đồng bổn tộc, để kính đến cô Ba, cũng như chú Tám, chị chú Sáu đại diện cho trong hội đồng Tăng Quyến, và kính đến toàn thể chư quý vị. Nhân hôm nay là cái ngày làm tuần khách thứ 3 cho cô Bảy là Ngô Thị Bảy, là một đấng sanh thành ở nơi trong gia đình của mình. Thì tất cả quý cô bác, anh chị em cùng chư đồng đạo, chúng ta đã làm bổn phận xong là chúng ta đã cầu nguyện. Thì giờ đây chúng ta cũng ngồi lại để tìm hiểu qua giáo lý siêu thượng Thầy để cho chúng ta cố gắng tấn bước trên con đường tu học của mình. Thì nói chung lại trong cái tình đạo Phật thì người tu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo noi bước theo dấu chân của Đức Thầy, và Đức Thầy chỉ hướng cho chúng ta, con người tu chúng ta nó có những điều kiện. Cái thứ nhất là tự tu chúng ta để giải thoát, và sau đó đến phút lâm chung nếu như chúng ta không có điều kiện thì chúng ta cũng nhờ cái sự tu cầu. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là cái phương pháp tu cầu này rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên trong những ngày làm tuần khách thì đều được có sự tu cầu. Nhưng hôm nay là cái ngày làm tuần khách thứ 3 mà tất cả chư quý vị trở về đây được đông đủ và góp phần cho gia đình để làm được hoàn thành diễn hiếu. Đây là chúng ta thực hiện trên cái tinh thần gọi là bây giờ chúng ta đã quy y đạo Phật thì phải do sự thành tâm và đem sức khấn giái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho người chết được siêu sinh nơi cõi thọ. Đây tất nhiên là việc làm hiếu thảo của gia đình, bởi vì cái hiếu thảo nó có một, tất nhiên là hiếu tại thế gian, hai là cái hiếu xuất thế gian. Mà cái hiếu xuất thế gian thì bây giờ chúng ta chỉ còn có bổn phận là tu cầu thôi, ngó lên nhan tắt đèn lờ, cũng như là cái bàn thờ mà chúng ta đang trông thấy đó là ngó lên nhan tắt đèn lờ. Mà con muốn báo hiếu bây giờ còn đâu, mẹ già khuất bóng nghìn dâu, nghìn thu chia biệt cách nhau dạ đài, cù lao cụ mẫu ai ai muốn báo ơn dài như dấu trời cao. Có nghĩa là chúng ta muốn báo lại cái công ơn sâu đậm đó, nhưng mà thật sự ra bây giờ không biết làm sao để báo đền. Giờ chỉ còn có cách là chúng ta chỉ cầu nguyện, là nhờ đồng đạo các nơi, các chỗ trở về để chúng ta thành tâm cầu nguyện cho hương linh người quá cố được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường mây và được siêu thăng nơi cõi Phật. Thưa chư quý vị, ở trong kinh có đoạn nói là nhược phụ mẫu thể thế, tất tử tôn hợp tâm chư đồng đạo, chí tâm nguyện thiết cầu nguyện phụ đức hồng ân chư Phật nhiếp quá linh căn, nhất thế thoát khổ linh cộng đăng lạc thổ, như thử hành hiếu phương danh báo ân, nhược bất như tư do di bất toàn hiếu sức thế giả. Đó là trong một đoạn như vậy. Cái nghĩa nó là nhược phụ mẫu thể thế, nếu như trong gia đình của mình có ông bà, có cha mẹ là thể thế là qua đời. Tất tử tôn tất nhiên là trong đó tất là con là cháu trong gia đình, hiệp tâm cùng với là tất cả các vị đồng đạo. Chí tâm nguyện thiết có nghĩa là hành tâm cầu nguyện, đó là chí tâm nguyện thiết cầu nguyện của đức hồng ân chư Phật, là cầu nguyện nhờ cái hồng ân của Đức Phật A Di Đà. Nhiếp quá linh căn là nhiếp quá hồn linh ấy, nhất thế thoát khổ linh có nghĩa là trong một đời mà thoát đi coi như là cái sự luân hồi sanh tử, gọi là nhất thế thoát khổ linh. Cộng đăng lạc khổ là được về nơi đất Phật. Cộng đăng lạc khổ như thử hành hiếu có nghĩa là được như vậy mới gọi là cái phương pháp là hành hiếu của mình. Nhược bất như tư nghĩa là chẳng được làm như vậy, do di bất toàn hiếu sức thế gian. Nếu mà chẳng được làm như vậy thì đối với cái hiếu sức thế gian có nghĩa là chúng ta còn xa, có nghĩa là chưa có thực hiện được hoàn mãn. Thưa chứ quý vị, thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi gặp gỡ cùng với quý vị, không biết ý gia đình cũng như tất cả quý cô quý chủ mình đó cho phép chúng tôi cũng như là làm cái chương trình cũng như là thực hiện chương trình nghi vấn hay là cái chương trình để chúng tôi gặp gỡ quý vị qua cái ý nghĩa của đám làm tuần. Đó là tùy theo quý vị cho ý, rồi nếu mà khi quý vị cho chúng tôi cái ý xong đó là chúng tôi sẽ thực hiện thì trong thời gian dài chục phút để chúng ta gặp gỡ cùng với quý vị. Thì lời nói đầu chúng tôi cũng xin tạm dừng ở đây để xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em chị đồng đạo và cho phép chúng tôi làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi Phật pháp. Lời nói đầu chúng tôi xin tạm dừng và xin trả lại ý kiến của toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin đại diện cho gia đình thì hôm nay là tuần thất thứ 3 gọi là tam thất của cô bảy chúng tôi trong gia đình. Thì ở đây thì trong từ ngày cô bảy mất cho đến 49 ngày thì tôi có hai phần xin đề nghị bên Tư Phương cho gia đình chúng tôi biết. Một là để làm sao cho chúng tôi làm cho nó đúng với cái làm tuần là từ ngày 1 cho đến ngày thứ 49 là để làm sao làm cho nó tròn cái bổn phận của người con và người cháu trong gia đình. Đề tài thứ hai là trong 49 ngày cô bảy chúng tôi đã qua đời mà không biết cái hồn của cô bảy tôi nó ở nơi đâu và đi về đâu thì mong Vinh Tư Phương cho chúng tôi biết và đồng đạo nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Thật là nó cũng khế cơ và khế lý được đồng đạo nêu lên cũng trong ngày đám làm tuần, rồi nói qua cái ý nghĩa cái đám làm tuần và nói qua cái cách thờ cúng cũng như là cái cách cầu nguyện và làm cách nào để cho cái người quá giảng là cô bảy trong gia đình được siêu thoát. Thì đây tất nhiên là cái tư tưởng của người con là người cháu và tất cả các thành viên trong gia đình của mình và mong muốn làm sao cho người quá giảng đến cái phút lâm chung này mà trong khi đó chúng ta có điều kiện để cầu linh hồn cho được giảng sanh. Thưa chứ quý vị, vậy thì cái ý đầu tiên trong cái mục của đồng đạo nêu lên là thành viên trong gia đình. Để nêu lên hỏi cái ý là trong 49 ngày tất nhiên là làm tuần thất thì làm cách nào để cho cô bảy, tất nhiên là bà Ngô Thị Bảy được nương vào trong cái hạnh lành của tất cả các thành viên trong gia đình mà được giảng sanh về cõi Phật. Thưa cô bác anh em chư đồng đạo, thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải tuân thủ và phải làm theo đúng lời của Đức Thầy chỉ dạy mà Đức Thầy cho biết giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài đài đập ta. Thì giờ chúng ta phải làm đúng là Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì bây giờ Đức Thầy chỉ dạy là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khi cha mẹ chết làm y lời này là lời truyền giáo của Thầy, bông qua cầu Phật hiệp dày đi chôn, đó là trong lúc chết. Mà sau trong lúc chết rồi thì người tu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải làm đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Bước tiếp theo đó là tất nhiên là người tu chúng ta đó là không nên cướp những ông thầy dưng bông, tất nhiên là những ông thầy đám đó, thấy không? Mà cầu nguyện mà đạt được hiếu thuận nhân nghĩa, chỉ vọng bàn giữa trời hay giữa nhà cầu nguyện mà còn im lặng đi cho. Tất nhiên là trong khi đó là mình làm cái bổn phận đó. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin đọc lại trong một đoạn này thì chúng ta coi như là biết được việc làm của mình có ích lợi và không ích lợi như thế nào nha. Đức Thầy đã bảo cho chúng ta bây giờ chúng ta đã quy y đầu Phật phải do sự thành tâm, đúng không? Phải do sự thành tâm và đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho người chết được siêu sinh nơi cõi thọ. Như vậy thì bây giờ ở trong đây nó có ba phần người chết trong khi đó là mới được có nghĩa là siêu thoát. Như vậy là cái thứ nhất là phải do sự thành tâm, tất nhiên là thành tâm của gia đình. Thành tâm của gia đình mà Đức Thầy cho chúng ta biết là hồi xưa Đức Mục Kiền Liên trong khi đó cứu được bà Thanh Đề từ địa ngục vô gián mà được vãng sanh về coi như là cái cảnh giới an lạc đó, là phải làm y như vậy nha. Là một liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh, là cái điều này là điều thứ nhất. Tâm đời từ bi, như vậy thì ai ai hãy ráng mà suy thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Như vậy thì bà Thanh Đề coi như là trong khi đó nhờ ông Mục Kiền Liên coi như là cứu được bà Thanh Đề đó, trong khi đó là trong đó có 3 phần mà chúng ta cần phải thực hiện giống như hồi xưa mà coi như là ông Mục Kiền Liên cứu bà Thanh Đề. Thì bây giờ Đức Thầy đã chỉ cho mình coi như là trong thời bây giờ cũng vậy luôn, cũng làm y như vậy. Bây giờ con cháu nè, bây giờ cũng phải làm đúng theo cái con đường này nha. Bây giờ Đức Thầy chỉ sao? Thì bây giờ Đức Thầy mới chỉ coi như là cái người tu chúng ta coi như là cái thứ nhất tất nhiên là phải có cái sự hiếu hạnh. Mà nếu như người tu chúng ta mà không có cái hiếu hạnh trong gia đình của mình, bây giờ nhờ đồng đạo khắp nơi các xứ trở về đây coi như là tập trung cho nó đông đi chăng nữa, cầu nguyện cũng không bao giờ đạt được cái quân mình. Không có đạt được là tại sao vậy? Tại ví dụ như bây giờ là mình chủ động, mình là chánh nhân, ví dụ như mình muốn đẩy cái chiếc ghe xuống sông, thấy không? Mà trong gia đình không có người nào đẩy hết trơn trọi. Rồi tự nhiên bây giờ cứ mượn coi như là sớm ghiền lợi coi như là thật đông nói mấy ông nhờ mấy ông đẩy giùm cho tôi, rồi hỏi chứ ông chủ gia đình ông nào đâu, ông nào chủ sự đặng mà coi như là trong cái vấn đề mà đẩy ghe này nó không có ông nào chân vậy, không ông nào chủ trương chân làm sao đẩy, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ phải có trong gia đình, cái thứ nhất tất nhiên là phải có người hiếu hạnh, tất nhiên là trong gia đình phải đầy đủ đồng hiếu thảo. Tôi cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ một liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh tâm đài từ bi. Như vậy thì ông Mục Kiền Liên coi như là ông có cái lòng hiếu thảo. Mà trong khi đó là ông Mục Kiền Liên thấy bà Thanh Đề từ địa ngục coi như là hết sức là tội lỗi vô cùng, đầu thì đậu chậu máu, đít ngồi bằng trong, cơm vừa đút tới mồm thành lửa, nước ngậm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phỏng lưỡi trái môi chịu điều đói khát tanh hôi suốt đời. Vì vậy cho nên ông Mục Kiền Liên thấy như vậy rồi hết sức là âu sầu bi cảm. Mục Kiền Liên bi cảm xót thương mới mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ Tầm Phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cậu rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương mới mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ Tầm Phương giải nạn, thấy không? Cho nên mới bạch coi như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới tầm cái phương cách để mà làm sao cứu được bà Thanh Đề. Vì vậy cho nên Đức Phật mới bảo là nhữ mẫu tội căn thâm kiếp, phi nhữ nhất nhân lực sợ nại hà. Có nghĩa là mẹ của ông gốc tội rất sâu, một mình ông không có thể cứu được. Như vậy Đức Phật mới nói tiếp. Đức Phật mới nói là đương tu chúng tăng quay thần chi lực tất giải thoát. Có nghĩa là nên nhờ cầu mười phương chư tăng đến coi như là cầu thì mẹ ông mới được siêu thoát. Như vậy thì bây giờ một kiện liên hồi xưa coi như là phải nhờ tất cả các mười phương chư tăng. Còn hôm nay thì Đức Thầy nói bây giờ chúng ta đã quy đầu Phật phải do sự thành tâm và đem sức khấn giái của anh chị em trong đạo. Đây cũng như là chữ tăng, thưa cô bác anh em trong đạo. Đem sức khấn giái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho người chết được siêu sinh ở cõi thọ. Như vậy là trong thời gian 49 ngày như vậy đó, thì bây giờ phải làm y theo cái hạnh của một kiện liên. Cái thứ nhất là ông một kiện liên hiếu hạnh. Còn cái thứ hai là trong cái ngày mà làm tuần từ suốt từ nhất thấp cho đến 7 tuần đó, thì hồi xưa ông Mục Kiền Liên đó là ông phải thực hiện cái điều này. Còn hôm nay tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta muốn được thực hiện điều đó, chúng ta cũng phải gắng làm theo. Đó là ông Mục Kiền Liên đó, ông lấy cái số tiền bạc của bà Thanh Đề để lại đó, trong khi đó bắt đầu ông mới mua đồ mua đạc coi như là trong khi đó cúng dường cho mười phương chư tăng, phải không? Cho nên trong khi đó ông mua coi như là nào thau bồn nè, đèn đuốc nè, nhang dầu nè, món ăn tinh sạch báo màu đựng trong bình bát ngọ hầu kính dân. Rồi chư đại đức mười phương thọ thực trong 3 đời sẽ được siêu thăng. Tất nhiên là cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày tự tứ, là mười phương tăng điều dự lễ này phải toan sắm sửa đủ đầy đồ ăn trong món trái cây 5 màu. Như vậy là cái số tiền coi như là bà Thanh Đề còn lưu động lại đó, thì trong khi đó là ông Mục Kiền Liên ông lấy số tiền đó ông mua ra để mà cúng dường cho chư tăng và đem tung giải ra để mà bố thí. Thì hôm nay cũng vậy, thì hôm nay Đức Thầy đã bảo cho coi như là người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là muốn cứu được coi như là ông bà cha mẹ của mình, thì chúng ta nếu như có điều kiện được trong suốt trong 7 tuần đó, thì người con là người cháu trong gia đình của mình, thì bây giờ vừa hiếu hạnh là vừa cầu nguyện mà Đức Thầy cho chúng ta biết muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Chứ không phải có tiền cũng như là mà mướn người khác mà cầu nguyện mà đạt được hiếu thuận nhân nghĩa, không phải vậy. Mà hàng ngày tất nhiên là chúng ta cầu nguyện mà vọng bàn giữa trời hay giữa nhà. Trong khi đó nếu như người có hiếu hạnh là cái bàn hương án này thì là suốt luôn. Là suốt trong 7 tuần như vậy, tất nhiên là sáng cầu nguyện, chiều cầu nguyện, sáng cầu nguyện, chiều cầu nguyện. Cầu nguyện suốt như vậy. Còn điều kiện thứ hai nữa tất nhiên là nếu như có điều kiện nữa tất nhiên là mua vợ phóng sanh, mua cá phóng sanh, hoặc giả là làm tất cả các việc từ thiện xã hội, mua gạo để mà bố thí giúp đỡ cho người ta. Là nguyên nhân làm sao? Tại sao chúng tôi phải nói qua cái chỗ này? Tại vì ở nơi đây tất nhiên trong gia đình của mình bất cứ là một cái người nào trong khi đó coi như là đã quá giảng rồi thì đều phải có một cái nghiệp. Ai tạo ra được cái nhà coi như là có cửa, có nhà, có cửa, có xe, có cộ, có tàu, có bè, có đất, có ruộng, có vườn này kia đó thì hoàn toàn trong khi đó không phải là trong sạch nghiệp hết. Anh bảo ai cũng có cái nghiệp hết. Mà cái nghiệp này là do đâu? Cái nghiệp này là chính do nơi tạo ra con mà tạo ra nghe chú 7, chú 6, chú 8. Mà coi như là do nơi con mà tạo ra cái nghiệp. Vì con mà tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau khi bỏ xác hồn vào địa ngục. Chịu muôn điều câu thúc Phật răng nhĩ thương ta, cha mẹ vô ngần vì con mà phải cầm thân sáu đường. Vì vậy cho nên ông bà cha mẹ mình có làm thiện, có tu nhân tích đức cách mấy đi chăng nữa thì trong khi đó cũng vẫn còn cái dư nghiệp. Mà cái dư nghiệp đó rồi làm sao? Thì bây giờ là phải bố thí, phải làm lành, và phải coi như là đem cái chỗ cầu nguyện đó mà bố thí đó, mà làm lành đó, gọi là tư trợ nghiệp đạo, để mà hồi hướng cho cái người quá giảng đó. Thì người quá giảng nương vào cái công đức của người sống còn đó mà được hưởng. Nhưng mà trong kinh lại bảo cho chúng ta biết đó nghe, là cái người sống đó lo cho cái người mất đó, là từ cái chỗ cầu nguyện, từ trong cái chỗ bố thí mà cái người mất là thấp phần hoạch nhất. Có nghĩa là trong 7 phần như vậy đó nghe huynh mình, mà cái người mất cái hen là hưởng có 1 phần, còn cái người sống hưởng như là tới 7 phần. Là tại vì người mất đó là phải nhờ cái người sống để mà tạo ra bố thí làm phước, nhờ cái người sống để mà cầu nguyện. Nhưng mà thật sự ra trong khi đó là thất phần hoạch nhất. Nhưng mà trong khi đó có nhiều khi trong cái đám làm từng này, một mình cầu nguyện mình hưởng 7 phần, cái người chết hưởng 1 phần. Nhưng mà cuối cùng người chết nó hưởng là 7 phần mà mình hưởng có 1 phần. Là tại sao vậy? Tại vì 70 người cầu nguyện cho người chết, thì bây giờ một mình hưởng 7 phần, phải không? Người chết hưởng có 1 phần, nhưng mà 70 người như vậy là cái người chết hưởng được 70 phần, chứ đâu phải là ít đâu, phải không? Đó chính vì chỗ này cho nên Đức Thầy mới kêu là chúng ta là bây giờ chúng ta đã quy y đạo Phật phải vô sự thành tâm và đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo. Tất nhiên là nhiều người cầu nguyện như vậy là cái người chết được hưởng có cái trường đạo đó. Như vậy thì bây giờ nếu như chúng ta muốn cho ông bà cha mẹ của mình bây giờ muốn được cái chỗ kết quả, tất nhiên là có 3 phần mà nãy giờ chúng tôi đã trình bày cùng với quý vị đó. 1, tất nhiên là gia đình mình phải hiếu hạnh. 2, tất nhiên là phải bố thí và phải làm phước và phải làm tất cả các việc nhân từ để hồi hướng cho người quá dạng. Thì người quá dạng mới nương vào trong cái công đức lành của tất cả chư quý vị đó mới được nhẹ tết được duyên. Và điều kiện thứ 3 là phải nhờ cái sự thành tâm khẩn vái của anh chị em trong đạo, là cũng như hôm nay vậy nè. Có nghĩa là tất cả các đồng đạo mới trở về đem sự thành tâm để cầu nguyện. Còn tất cả các vị đồng đạo mình đến đây mà trong khi đó mà không đem cái sự thành tâm để nghe cầu nguyện đó, thì cái đạt kết quả nó cũng có mà nhưng mà nó mỏng của anh em trường đạo. Mà muốn cầu nguyện cho coi như là cái kết quả cho nó dày để hen, tất nhiên là dốc tâm. Khi đến đây là phải thành tâm cầu nguyện mới được của các anh em chứ đồng đạo mới kết quả, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ nói với đồng đạo của mình đó, trong khi nó hỏi nêu lên cái chỗ này rất là chỉ lý. Rồi bây giờ tại sao lý do nào mà lại có coi như là làm từng là 7 thất? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, tại sao bây giờ bên Cao Đài thì coi như là làm từng là 9 ngày một lần, mà 99 coi như là cửu bát nhất là 81 ngày. Còn cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại sao làm từng 7 ngày? Rồi 7 ngày coi như là 49 ngày, nhưng là cuối cùng là cái ngày đó là cái ngày cuối cùng, thấy không? Rồi bây giờ ở đây coi như là xin trình bày cùng với quý vị đó, là ở nơi đây coi như là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta đó là theo cái cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý của Đức Thầy. Đức Thầy không có dạy chỗ nào là làm từng hết, phải nghe đồng đạo Cường? gà kỹ lại đi như chú 6 chú 8. Không có. Không có chỗ nào Đức Thầy chỉ đám làm tùng trân trọng. Rồi bây giờ đồng đạo ta mới đặt lên vấn đề ta hỏi vậy chứ mấy ông đi đám làm tùng như vậy đó, làm tùng theo ai? Thưa chị quý vị, mình nếu như không có nghiên cứu, không có đủ điều kiện để trả lời người ta cho mình là mê tín. Thật sự là vậy đó nghe. Mê tín. Nhưng mà thật sự Phật giáo Hòa Hảo là Đức Thầy đưa ra cái tôn giáo rất là chánh tín, đi đám làm tùng cũng như là đúng vào cái con đường của đạo Phật chứ không phải là mê tín. Thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như là từ làm tùng cũng như là nhất thất cho đến bảy thất, đó là chúng ta làm theo cái tinh thần của đạo Phật. Các bác anh em chưa đồng đạo. Vì vậy cho nên trong kinh Địa Tạng, trong kinh Quan Nghiêm đều có chỉ dạy cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là làm tùng bảy thất. Mà trong kinh coi như là Quan Nghiêm lại có đoạn nói như thế này là thất nhật tử nhi phục sanh trường thọ giả bất quá thất thất. Có nghĩa là thất nhật tử, nghĩa là hôm nay cái thân xác của chúng ta là cái thân tứ đại. Mà bây giờ khi bỏ xác tất nhiên là thọ cái thân trung ấm. Thân bây giờ quý cô mình biết đó ha, cái thân mình đây tất nhiên là cái thân tiền ấm, là đang thọ thân, thân tứ đại là thân tiền ấm. Mà khi bỏ cái thân tiền ấm này bắt đầu lấy cái thân thọ thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm đó, đó tất nhiên là cái thân thần thức. Mà cái thân thần thức đó, đó là 7 ngày coi như là trong khi đó chết một lần, 7 ngày chết một lần, 7 ngày chết một lần. Như vậy là thất nhật tử có nghĩa là 7 ngày chết gọi là thất nhật tử, nhi phục sanh có nghĩa là sống lại. Như vậy là thất nhật tử nhi phục sanh trường thọ giả bất quá thất thất, có nghĩa là trường thọ sống mấy, sống dài các mấy đi chăng nữa cũng 7749. 7749 ngày tất nhiên là 49 ngày tất nhiên là cái thân nó mới đều đầu thai. Như vậy thì suốt trong thời gian 49 ngày như linh hồn của cô Bảy đây bây giờ coi như là vẫn còn thần thức đây và vẫn còn quanh quẩn đây chứ chưa có phải là đi đầu thai. Mà bây giờ ở đây để làm gì? Tất nhiên là ở đây trong thời gian để coi như là cầu nguyện và giống như là lấy cung như cô bác anh em chưa đồng đạo. Lấy cung cũng giống như là dương gian âm phủ động nhất lý. Khi coi như là bắt cái tội nhân rồi trong khi đó đâu có phải đem ra coi như là để mà bỏ tù liền, mà phải trong thời gian để dò xét, để tìm hiểu. Như vậy thì bây giờ trong thời gian 49 ngày là cái thân thần thức này vẫn còn. Vì vậy cho nên trong khi đó là chúng ta cầu nguyện, cho nên hôm nay chúng ta cầu nguyện 7 ngày cầu nguyện lần, 7 ngày cầu nguyện lần, đó là đồng đạo chúng ta đưa đơn vô để xin đó đồng đạo Cường. Đưa đơn vô để xin. Như vậy bây giờ một cái người đó vào tội mạnh, tội nặng cách mấy đi chăng mà nhiều người ký đơn vô như vậy thì cái tội kia nặng cũng thành nhẹ. Mà nếu mà nhẹ để hen tất nhiên là sau đó coi như là được thả bổng luôn. Mà nếu như cái người đó coi như là trong khi đó được đầy đủ công đức, được viên mãn hen thì sau khi đó mà được về cái cõi Phật hay là cõi trời đó thì cũng nhờ cái công đức của tất cả chư quý vị đó hen mà được tăng thêm phần bẩm vị. Cái theo cái như là cái điều kiện là vậy. Như vậy cho nên trong kinh mới nói là thất nhật tử nhi phục sanh, có nghĩa là như vậy là thân thần thức của mình là 7 ngày chết lần, 7 ngày chết lần. Như vậy tất nhiên là trong đó là suốt trong thời gian 49 ngày. Vì vậy cho nên mới có làm từng bảy thất. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta mà hỏi ra coi như làm từng bảy thất vậy là theo ai? Có nhiều khi chúng ta không biết theo ai. Cô bác anh em chưa đồng đạo. Nếu như theo cái chương trình hồi xưa ông Bộ Kiện Liên cứu bà Thanh Đề đó là gầm tháng 7 là ngày tự tứ, một năm mới cứu một lần. Một năm mới làm lễ một lần phải không Cường? Chứ đâu phải như mình hàng ngày coi như là 7 tuần coi như là 7 ngày làm là một tuần thất gì đâu phải. Như vậy thì bây giờ chúng ta coi như là lấy cái điều kiện như trên mà bây giờ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mới có coi như là làm tuần thất. Tất nhiên là làm tuần thất đây tất nhiên là muốn cho được tội lỗi coi như là của người quá giảng mà được siêu thăng đó thì phải nhờ sao? Tất nhiên là phải nhờ cầu nguyện mà chúng tôi đưa lên những yếu tố như hồi nãy, tất nhiên là phải cộng vào trong đó được 3 điều kiện nghe là cái người chết mới được siêu. Cho nên đồng đạo phải hỏi bây giờ trong thời gian 49 ngày làm sao cho ông bà của mình coi như là được siêu thoát và làm sao cho nó hoàn thành được cái chuyển hiếu. Thì đây tất nhiên là trong khi đó là muốn hoàn thành chuyển hiếu tất nhiên là phải mời đồng đạo đến để mà cầu nguyện. Cái thứ hai tất nhiên là phải có lòng hiếu hạnh. Và cái thứ ba là nếu như chúng ta có đủ điều kiện là mua gạo tất nhiên là bố thí, làm phước, phóng sanh, bố thí, thả cá. Nói chung là làm tất cả các việc từ thiện để hầu hướng cho dân nhân. Đây tất nhiên là 3 điều kiện mà chúng ta như là cần phải làm để cho nó hoàn thành được cái chữ hiếu xuất thế gian. Được chưa quý vị? Vậy thì bây giờ cái chữ hiếu á, là xuất thế gian á, bây giờ chỉ còn có cách tu cầu thôi. Thì bây giờ nếu như sống thì toan cung phụng ăn cần lo tứ y ăn mặc ở bệnh. Nhưng mà đến khi thác Thì bây giờ thác thời cầu đặng gửi thân liên đài thì chỉ có bổn phận là cầu nguyện thôi, chứ không còn cách nào khác. Mà bây giờ, hiện tại bây giờ nói thêm nữa, nếu như muốn hoàn thành được cái chữ hiếu sâu xa hơn nữa, nếu có điều kiện, ở đây chỉ gợi ý thôi nghe sư huynh mình, gợi ý thôi. Gợi ý là nếu như chúng ta muốn được là cha mẹ ông bà của mình được siêu thoát hen, càng là cao chổi hơn nữa đấy hen, là bây giờ làm điều kiện như vậy. Thì bây giờ nếu như có điều kiện được là tất cả các vị mà ta muốn cho ông bà mình siêu thoát là bổn phận là con, là cháu trong gia đình, tất cả các thành viên. Nếu như muốn được điều kiện đó thì phải ăn chay. Thưa các bác anh em trần đạo, mình ăn chay được cái hen, là trong khi đó là hồi hướng rất là tốt lắm. Tại sao có không? Bây giờ Đức Thầy có không? Có nói không? Có chúng tôi mới trình bày. Thì bây giờ Đức Thầy mới nói là thất tổ cửu quyền nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tấn, biết tâm chay này. Tất nhiên là nếu như mà mình được mà ăn chay mà cầu nguyện suốt trong thời gian 49 ngày đó hen, để mình lấy cái công đức đó, lấy cái phước đó để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình đó, là ông bà cha mẹ mình rất vui nếu như có điều kiện được. Còn nếu mà không có điều kiện được nữa thì bây giờ coi như là trong thời gian 49 ngày đó thì bây giờ mình làm lành, không? Làm lành, làm phước, bố thí, thả cáo, phóng sanh và làm tất cả các việc từ thiện để hồi hướng. Đó là cái thực hiện chương trình này, coi như là ông bà mình, cha mẹ của mình, cái dầu cho coi như là hát cái dưới, coi như là với cái cảnh giới như thế nào nữa thì coi như là cũng rất vui, không? Chốn dạ đài hồn linh tông tổ, trong cháu con lớn nhỏ làm hiền hậu lây hưởng chúc, phước duyên khỏi điều lao lý lên miền trầm lưng, thấy không? Như vậy thì bây giờ nếu như ông bà cha mẹ mình thấy con cháu trên thế gian này mà biết tu, biết cúng lại, biết ăn chay, biết niệm Phật đó, tất nhiên là ông bà của mình giàu có bị đỏ cách mấy đi chăng nữa thì bây giờ cũng được siêu thoát. Thôi giờ nói qua khâu gọn gọn như thế đi, còn cái khâu sau nữa, hai câu lận, hai câu, bây giờ còn cái câu sau nữa. Thì bây giờ cái câu sau của đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý, hỏi gì chứ bây giờ cái vong linh của cô Bảy, tất nhiên là Ngô Thị Bảy, hiện giờ trong 49 ngày vậy chứ ở đâu? Ông hỏi cái này làm sao tôi biết được, không? Nhưng mà nương vào trong kinh nghe, để mà trình bày cùng với quý vị. Thưa cô bác, thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ là theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy đó, là khi nhắm mắt đó là hồn lìa khỏi xác. Là khi mình nhắm mắt rồi tất nhiên là trong khi là cái hồn mình bắt đầu đã đi liền, thấy không? Đi liền. Nhưng mà bây giờ chim sẻ vào trong bình, miệng bình lấy lụa bịch, lụa thủng chim bay đi, thần thức bay theo nghiệp. Nghiệp thức đó là tiên khuôn lãnh đạo, tiền nhân mà thọ báo tự sanh. Kiếp phù sanh khi bị tan tành thọ đời khác, kiếp sanh tương tục, kết nối đời sau mãi không bao giờ dứt được. Vì vậy cho nên cái linh hồn của người chết đó, là cái thứ nhất tất nhiên là nương theo nghiệp nghe đồng đạo, nương theo nghiệp. Hỏi chứ linh hồn của cái người chết hiện giờ đang ở đâu? Bây giờ cái thứ nhất tất nhiên là nương theo nghiệp. Bây giờ cái lúc sống của cái như là cô Bảy làm tất cả các nghiệp gì đó, nếu là nghiệp thiện thì bây giờ cái hồn mà trong khi mất đấy hen thì bây giờ nương theo cái nghiệp thiện. Còn nếu như làm những điều ác thì bây giờ sau khi chết thì bây giờ cái hồn đó phải nương vào trong cái nghiệp ác để mà coi như là đi chuyển sanh qua một cái thế giới khác. Như vậy thì bây giờ vấn đề cái nghiệp thiện ác của người tạo đó thì trong khi đó mình cũng chưa biết là nặng là nhẹ như thế nào, mình không biết. Nhưng mà chúng tôi được biết đó là cái thần thức, cái linh hồn trong thời gian 49 ngày là chưa có phải đi coi như là để mà chuyển kiếp đầu sanh hay là qua một cái thế giới khác, nhưng vẫn còn như hồi nãy giờ chúng tôi đã kể đó, tất nhiên là vẫn còn trong cái thời gian để mà chờ hạn mà chúng ta coi như là cầu nguyện đó. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ muốn biết được cái người mất mà linh hồn về đâu đó thì bây giờ chính là cái người sống để coi như là cầu nguyện hay là làm những cái chuyện thiện thì bây giờ biết được cái người chết tương lai là linh hồn về đâu. Còn nếu như mà chúng ta như là ông bà cha mẹ của mình mà đã mất rồi, bây giờ cứ lo như là làm việc như là không đúng với cái con đường hướng của Đức Thầy đã chỉ dạy, làm từng như là trà rượu xình xàng rồi thì chữ lộn mà ăn cái nỗi gì.